xì này có tính không? Dạ con em xong. Dạ. Cái gì? Hình như cái này nó không giống cái bánh ít đó chú. À giờ y như miếng cá thác lát vậy đó. Ok. Yeah. Vâng, và lại một lần nữa một mình anh giám khảo Chính Thành thất bại hoàn toàn nha. La 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 la. Anh thấy chưa, trời đất ơi, nó đúng nốt từng nốt luôn. Violin nó rất là gần với cả giọng người. Cái đàn này thật ra cũng dễ kéo mà đúng không? Dễ kéo gì mà xin mời. Anh lên dễ kéo thì xin mời thêm luôn á. Con chỉ chú cách bấm coi. Cái đàn của bé nó chút ép rồi nha, anh cẩn thận nha. Con chỉ chú Thành cách đánh coi, chú đánh lợi cho con nghe liền nè. Tao con chỉ chú đã cách đánh được coi. Đánh câu nào đánh được coi. Có bao giờ nó kéo vô con mắt tôi không trời. Nè con ơi con. Khi mình chỉ người khác làm một cái gì đó, chúng ta đã bắt đầu từ những cái cơ bản và dễ dàng thôi con ạ. À, chứ con đừng có đi mây về gió như vậy. Mong con phải bắt đầu từ những cái đơn giản. Con làm Do Re Mi Fa Sol La. Tay tôi cho nhiêu đây hết nguyên cây đàn rồi bấm gì sao ở đâu chỉ có ở đây là để bấm thôi. À cái cây này mà anh không biết bấm nó ra một nốt không ạ? Cái này giống như là nhạc giao hưởng mà vô khúc căng thẳng á. Đứt dây của cháu. Anh ơi đừng có phá nữa. Chú phát hiện con xịt vào thơm hơi nhiều, cảm ơn. Con thích dầu thơm chứ? Hay là cái này là mẹ ép xịt cho con? Dạ, mẹ xịt nước hoa cho con là chỉ có đi diễn thôi hoặc đi thi. Nhưng mà cái này là do con yêu cầu hay là mẹ đè con xuống mẹ xịt? Không có yêu cầu mà mẹ cũng không có đè nữa. Ôi cái trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Dạ con mời cô chú ăn. Sao con lên con không mặc áo bà ba? Cái tướng con mặc áo bà ba là đúng đẹp luôn á. Rồi cảm ơn. Nào ngon con. Dạ nhưng dừa ngon. Dừa ngon này dừa phải không? Dạ. Đây kêu xin. Ủa nhà con bán không hay là sao? Dạ dạ nhà con bán. Bán nhiều cái? Dạ 1 cái 3.000. Cái sao rẻ vậy? Tại ở dưới đó mắc quá không ai mua hết. Ừ, sầu riêng. Ngon á, có sầu riêng nữa nè. Ngon quá. Đây là chính là bánh chính tay bé làm luôn á. Ủa con làm luôn hả? Dạ. Trời ơi bay lớn phụ mẹ được á. Dạ. Này là nhà mình là nghề truyền thống hay sao con? Dạ tính cho con là tới 3 đời. Con bán được ngày trung bình bao nhiêu cái? Khoảng 100 đến 200 cái. Còn nếu tới Tết là nhân lên khoảng 9-10 lần. Bây giờ thì để cho mọi người hiểu hơn thì con có thể hướng dẫn các vị giám khảo chúng ta cách gói bánh đơn giản lúc đầu được không? Dạ. Đi vô thôi chứ. Được chưa? Dạ được rồi. Rồi bỏ nhân vô. Bỏ nhân vô. Ít quá. Thôi bán gì mới có lời chứ. Đúng chưa? Trời ơi. Bây giờ nó như xôi giò vậy trời. Bây giờ chúng ta sẽ có một phần thi gói bánh ít trên sân khấu siêu tài năng nhí. Và thì bắt đầu. Trời ơi trời, đáng sợ thật sự luôn. Con em một xong một cái nha. Ủa chúng nó làm lẹ gì? Ông anh Thành chắc đang làm xôi giò á. Tức con nhỏ này thiệt. Xì này có tính không? Dạ con em xong. Xì này có tính không? Dạ con em xong. Dạ. Cái gì? Hình như cái này nó không giống cái bánh ít đó chú. À giờ y như miếng cá thác lát vậy đó. Ok. Vâng,
Và lại một lần nữa một mình anh. Giám khảo Chính Thành thất bại hoàn toàn nha. Tôi banh ra mà bể cục bột biết tính tôi, tụi nó thiệt. Nếu mở ra mà ổn là đưa thêm 200 đó nha. Trời ơi, 200 nữa là 400 nha. 400.000, chúc mừng. Không bể. Giờ nè, con thách lại chú Trấn Thành đi, số giây còn lại chú Trấn Thành gói lá lại. Bây giờ mà tôi gói là cái này mà được 10 giây là tôi lấy lại 200 đúng không? Nhưng mà chú để lên đây nó phải đứng được. 10 giây, cho 10 giây. Rồi, thí dụ như mà anh làm được á thì thôi cái bánh này là bé tặng anh kỷ niệm. Nhưng nếu anh không làm được, dạ bé bán lại anh cái bánh này 400. Thì mới phải đưa 1 triệu luôn, vậy mới ok, hợp lý. Đó là anh nói chứ không phải em. Hiểu không? Anh không có la em được. Cái lý lẽ trên cuộc đời này mà thắng thua 1 triệu mà thua và lấy cái bánh là sao? Tại mình lớn hơn người ta. Đúng, vậy thôi. Cứ chụp hụt một cái là cô Gil sẽ mất 2 triệu. Rồi nếu mà em chụp được sao anh? Nếu em chụp được thì em sẽ tặng cho bé 2 triệu. Em phải hiểu, khi mình chụp hụt là mình bị mất 2 triệu. Nhưng khi mình chụp trúng, mình sẽ tặng cho người ta 2 triệu. Và thời gian bắt đầu. Sao cho đứng được nha anh? Anh xếp máy bay hả? Gọi phóng luôn cho em. Cho đứng được hay không ạ? Yeah. 21 giây anh ạ. 21 giây anh ạ. Mà bây giờ đang lo là lo gì biết không? Chị không biết là mỡ nó có bị nát không thôi đấy. Cái này là tháp nghiêng. Con, thí dụ trong cái bánh chú này nó bấy rồi ra, con gói sao cho nó đẹp lợi coi. Hay quá. Ôi, chúc mừng Nguyễn Hạnh. Tâm phục khẩu phục. Yeah, chào, tôi thích thành công.